Người chồng ăn mày. Trưa trầy trưa trợt ra rồi mà mình vẫn còn ngủ hả? Cái gì thế? Mình ơi, dậy đi nào. Mình dậy ra đồng tháo nước vào ruộng, để tôi còn kịp cấy lúa chứ. Ôi dào, để tôi ngủ thêm chút nữa. Nhà bác Tư có nhà không? Xin hỏi, bác đây là... Hai bác không nhận ra tôi à? Tôi là Chu đây. Chu hàng xóm nhà bác đây mà. Ôi, đúng là bác Chu đây rồi. Ai ngờ, giờ lại sang trọng ai vậy thế chứ? Mời bác ngồi xơi nước. Tôi về đây, trước là thăm lại họ hàng, làng xóm, sau là để trả món nợ ân tình với anh chị. Kể ra không có anh chị, chắc tôi không có ngày hôm nay. Nhờ công của vợ chồng tôi á, bác cứ đùa. Thế cô chú không nhớ à? Trước khi bỏ làng đi làm ăn, tôi có mượn của cô chú mấy đồng vàng. Giờ tôi xin gửi lại, biếu thêm cô chú một ít lấy vốn làm ăn. Ôi, sao nhiều thế này? Thấm tháp gì so với tài sản của tôi đâu. Bác không làm ăn phi pháp đấy chứ? Phi pháp cái gì chứ? Chú biết đấy, trước đây tôi nghèo nhất làng, một thước đất cắm dùi không có. Bây giờ chán quá bỏ nhà đi, ai ngờ lên núi lại may mắn đào được vàng. Thật, thật thế hả bác? Thì vàng đây, bằng chứng đây nè. Cũng may, trước đây cô chú cho tôi vay tiền làm lộ phí, giờ mới được khấm khá thế này. Mình à, mình đi thịt con gà để anh em tôi nhắm rượu hàn huyên. Vâng, tôi đi ngay đây. Ăn đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi quyết tâm rồi, ngày mai sẽ lên núi tìm vàng. Ông điên rồi, lấy đâu ra vàng cho ông đào chứ? Đầy chứ đâu. Tôi nghĩ thế này, số tiền hôm nay bác Chu trả nhà mình, vợ chồng mình tậu thêm mấy mảnh ruộng, rồi chăm chỉ làm ăn, chả mấy mà có của ăn của để, phải đi đâu xa tìm vàng làm gì. Bà không muốn nhanh chóng giàu có như bác Chu à? Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường. Trời ơi hú hồn, tí nữa thì mất mạng rồi. Sao thế này? Sao không thấy gì cả? Hết tiền lộ phí, vàng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy vàng cả mắt, thôi thì đành trở về quê nhà, còn hơn là chết vùi ở nơi đất khách quê người này. Ông tìm ai? Là ông phải không? Sao lại đến nông nỗi này? Là mình đấy ư? Tôi tiêu hết tiền lộ phí, vàng thì chẳng thấy đâu. Đói rét, may mà giữ được cái mạng nên quyết định về quê. Nhà ai mà đẹp vậy mình? Nhà của mình chứ đâu. Cái gì? Bà xây được cơ ngơi khang trang to đẹp thế này sao? Đúng thế, từ ngày ông đi, tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp, rồi có của ăn của để, ngày một khấm khá hơn. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ là đồ ăn hại. Mình thấy đấy, có phải ai đi tìm vận may cũng sẽ gặp đâu. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ sẽ tạo ra vận may. Cảm ơn mình, tôi hiểu rồi. Thôi vào nhà đi nào, mình về là tốt rồi. Chuyện chiếc đồng hồ. Nến, hương, tiền vàng. Sao em không ngủ? Sáng sớm tinh mơ ngồi lầm bầm cái gì thế? Sớm hôm nay em với mẹ đi lễ, sợ quên thứ gì nên mới nhẩm lại cho chắc. Ôi, lễ gì mà lễ suốt thế? Cả tháng nay anh thấy em với mẹ cứ đi tối ngày. Chết, anh đừng có nói vậy. Thầy này giỏi lắm, em với mẹ đăng ký mãi mới đến lượt đấy. Thầy bận trăm công nghìn việc, thu xếp được cho nhà mình là tốt lắm rồi. Thôi, em đi đây.
Cháu xuống ăn sáng đi, bác nấu phở để sẵn trên bàn rồi. Vâng ạ. Thôi chết, lại quên rồi. Đâu nhỉ? Cháu tìm gì thế? Cháu tìm cái đồng hồ, mọi ngày đều ở đây mà. Thôi, cháu đi làm đã không muộn mất. Cháu về tìm sao vậy? Ừ, cháu cứ đi đi, cô ở nhà tìm cho. Sáng nay anh tìm mãi không thấy cái đồng hồ. Em ngồi đấy thử tìm kỹ lại giúp anh với. Sao anh không bảo cô Hiên tìm cho? Hôm nay cô ấy ở nhà cũng tìm rồi, nhưng mà vẫn không thấy. Hay làm gì có, cái đồng hồ to lù lù, có bé nhỏ gì đâu mà tìm không được. Chả nhẽ lại mất à? Cái đồng hồ mấy triệu bạc. Sáng nay cô Hiên có vào dọn phòng không anh? Có. Cô lên gọi anh xuống ăn sáng, rồi vào dọn trong phòng. Anh đi tới cầu thang nhớ ra, quay lại thì đã không thấy. Hay là cô Hiên? Em đừng nói linh tinh, tìm lại đi. Chắc nó đâu đấy thôi. Bới tung cả lên rồi, làm gì có chứ. Mấy hôm sau, anh à, anh sắp nghỉ chưa? Anh một lát nữa. Về đi, về ngay đi, vợ chồng mình bàn chuyện này. Hôm nay em đi xem ông thầy, ông ấy bảo trong nhà có người gian, mất vật không tìm lại được nữa đâu. Người ta lấy cắp rồi, phải cảnh giác không lại mất tiếp. Ê, làm gì có chuyện đó. Sao không? Thầy mà đã xem thì sai đi đâu được. Thầy bảo từ giờ tới cuối tháng phải đuổi việc bà ấy ngay đi, không giữ trong nhà được đâu. Lần này anh phải nghe em. Anh về luôn đi, rồi mình bàn tiếp. Chuyện nghiêm trọng đấy. Chuyện gì thế này không biết. Trời ơi, mày đây rồi. Sao lại rơi được ở đây chứ? Làm mọi việc rối tung cả lên. Phen này phải cho bà ấy nghỉ việc ngay mới được, mà còn phải trừ tiền lương để bù vào. Chị Lan, lại đây em kể nghe chuyện này. Anh Hưng nhà em mất cái đồng hồ, đi xem thì thầy bói bảo bà giúp việc lấy. Cái bà trông thế mà. Thật sao? Nhưng sao em biết? Có chắc không đó? Chắc chứ sao không chắc. Ai chứ ông thầy này nói thì chỉ có chuẩn. Mấy hôm nay em để ý rồi, bà ấy cứ lo lắng bồn chồn kiểu gì ấy. Chắc là sợ bị phát hiện. Ông thầy còn nói bà này cao số, ngán đường chồng em. Bà ấy ở trong nhà thì chồng em không thăng tiến được. Chết, kể cũng khó nhỉ. Không biết liệu có đúng thế không. Không phải thì tội cho người ta đó em. Còn không phải gì nữa chị. Tối nay nhất định em phải cho bà ấy nghỉ việc gấp. Em ơi, anh tìm thấy đồng hồ rồi này. Thật sao? Anh tìm được ở đâu vậy? Nó rơi xuống gầm bàn cơ quan lúc nào anh không để ý, lại cứ nghỉ để ở nhà. Chết chết, may quá, suýt chút nữa lại đổ oan cho bác giúp việc, tội nghiệp người ta. Thì tìm được là tốt rồi. Cũng vì cái tính đa nghi với mê tín của em mà suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Em mô hình đẹp nhất. Bố ơi, mẹ ơi, con đi học về rồi. Con trai, có phải nay con được điểm cao không? Nhìn con có vẻ rất vui. Không bố ơi, có chuyện còn thú vị hơn cơ. Ngày kia lớp con sẽ tổ chức buổi triển lãm mô hình bằng giấy kia, nhằm gây quỹ bảo vệ môi trường. Mô hình thì đúng là sở thích của con rồi còn gì. Đúng vậy, cô giáo nói những mô hình tham gia triển lãm yêu cầu phải là do bố mẹ và các con tự làm. Sao? Bố mẹ có bao giờ làm mô hình đâu mà biết làm. Mẹ cũng không biết, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nha con. Bố mẹ và con sẽ làm một mô hình đẹp nhất. Chúng ta phải bắt tay vào làm ngay thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Con sẽ làm mô hình chính ngôi nhà của chúng ta. Mẹ đã chuẩn bị mọi vật liệu cần thiết rồi đây. Bố ơi, xong chưa bố?
xong rồi, cuối cùng thì cũng đã xong. Trông có vẻ hơi sọc sệt, không được chắc chắn cho lắm. Phải dán băng dính mới được, mà hình như còn thiếu cái gì nữa. Có lẽ chúng ta cần phải tô màu cho ngôi nhà nữa anh à. Đúng vậy, cần phải tô màu nữa. Phải làm cho giống ngôi nhà của chúng ta. Tô màu cho bố nè. Bố ơi, hôm nay con tập mô hình cho cô giáo rồi đó. Không ngờ mọi người đến đông đủ thế này. Vâng, hôm nay trường tổ chức bán các sản phẩm do học sinh và phụ huynh làm để gây quỹ mà bố. Con nói sao? Bán mô hình này á? Vâng, con tưởng là con đã nói điều này rồi mà. Ôi, mô hình đó thì ai mà dám mua chứ. Nếu biết trước như vậy thì chúng ta sẽ đầu tư hơn cho mô hình rồi. Biết trước vậy thì nhờ cậu Thành họa sĩ thiết kế cho một mô hình hoành tráng hơn rồi. Hay là chúng ta nói với cô giáo rút lại mô hình đã nộp. Mời các phụ huynh và học sinh vào tham quan mô hình và mua hàng ủng hộ. Đẹp quá! Bố ơi, mua cho con mô hình tàu vũ trụ. Con có thích mô hình nào không? Mẹ cho tiền mua nè. Thôi, em lên mua cái mô hình ngôi nhà mình đi, rồi bỏ nó vào đâu đó. Nói với con là có người mua rồi, rồi chúng ta về. Cô ơi, bán cho con ngôi nhà này. Không sao đâu cô ơi, chắc cái đó bố cháu dán không kỹ nên nó bị bung ra thôi. Hóa ra ngôi nhà này của gia đình cháu làm à? Đúng vậy. Bố mẹ ơi, con đã mua nó rồi. Con trai, có nhiều mô hình khác rất đẹp mà. Sao con lại mua mô hình này? Nó... Bởi vì nó là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Và con thấy nó là mô hình đẹp nhất ngày hôm nay. Đúng vậy, đó đúng là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Món quà từ thiên đường. Gabi, em lại đau à? Mẹ ơi, mẹ lại đau à? Mẹ không khỏe một chút thôi con gái, mẹ không sao cả. À, con có biết mai là ngày gì không? Không ạ. Là ngày kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mặc váy cô dâu chứ? Tất nhiên rồi con à. Con sẽ đi tìm váy công chúa. Tự nhiên em thấy sợ quá. Hứa với em đừng để con bé biết chuyện nhé. Dạo này em đang khỏe lên đấy chứ. Nhìn em hồng hào lắm. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Nào cả nhà cười tươi nhé. 1, 2, 3. Đẹp rồi. Nhớ hồi mới cưới qua anh à. Bây giờ nhìn em già hơn anh lắm. Đâu có, em lúc nào cũng xinh đẹp. Thật đấy. Em nghỉ một lát, rồi tối mình ra ngoài ăn nhé. Ba nhìn con xinh chưa nè? Con lấy đâu ra bộ tóc này vậy? Con thấy nó ở dưới sàn. Mẹ ngủ say quá. Con thơm mà mẹ không biết gì hết. Gabi, Gabi, tỉnh lại đi Gabi. Chào bé con. Cô Tracy đến nè ba. Em đến rồi à? Con lại vòi vĩnh cô làm bánh đúng không? Đâu có đâu ba. Cháu mang cất đi, rồi chúng ta cùng đi chơi nhé. Vâng ạ. Từ khi Gabi mất, nhờ em mà con bé vui hẳn lên. Còn anh thì sao? Liệu chúng ta... Tracy, anh vẫn chưa sẵn sàng. Gabi... Lại là Gabi. Thôi, anh đừng nói nữa. Bánh táo ngon tuyệt. Ngon như mẹ Gabi làm ấy ạ. À. Con gái, con có muốn cô Tracy sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương con không? Có ạ. À. Con rất thích cô Tracy. Cảm ơn cháu.
anh đi lấy xe đây. Hai cô cháu chuẩn bị đồ nhé. Cô ơi, cô lên phòng cháu đi. Đây là phòng sách của ba. Phòng cháu ngay bên cạnh. Cô tết tóc cho cháu nhé. Được rồi, cháu có nơ chứ? Trong ngăn kéo ấy ạ. Anh ấy vẫn giữ những bức ảnh của Gabi. Cô ơi. Ừ, đây, cô thấy nơ rồi. Em ở đây à? Xong rồi đấy, cháu sang phòng trước nhé. Vâng ạ. Anh vẫn giữ những kỷ vật của Gabi sao? Ờ, nếu như em không vui, em đừng xem nó nữa. Người mất cũng đã mất rồi. Nếu đón nhận em, anh có thể vì em mà quên những kỷ niệm xưa đi được không? Anh có nghĩ em sẽ buồn không? Anh chỉ nghĩ là Gabi cũng... Gabi. Em đi đâu? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không muốn làm cái bóng của Gabi suốt đời. Chương trình Điều Ước Từ Trái Tim hôm nay xin chia sẻ ước mơ của một cô gái đã sang thế giới bên kia. Gửi Sam, khi anh nghe được những lời này, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi. Có lẽ anh đã chuẩn bị bắt đầu chặng đường mới. Em sẽ rất vui nếu thấy hai người hạnh phúc. Em muốn tặng hai người một kỳ nghỉ ở Abeirut, trang trại tuyệt đẹp cho các cặp tình nhân. Hy vọng anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào. Sam à, người đến sau luôn rất thiệt thòi. Anh hãy làm cho cô ấy vui và cười thật nhiều nhé. Đừng buồn về chuyện của em nữa. Trên thiên đường em rất ổn. Gửi bạn của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương cha con của Sam. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Cô gái có tên Gabi mong muốn người nhận có một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm, để trân trọng hơn từng giây phút được sống bên nhau. Anh Sam. Tracy, anh đang định đến chỗ em. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ghen với Gabi. Vừa nãy chương trình phát thanh, cô ấy... Giờ, Tracy à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Con ngựa mù. Chuyến này hơi thật. Từ nay chuyến nào cũng như chuyến này thì chẳng mấy nhà mình giàu nhất nhì cả trấn này luôn. Khôn hồn thì để lại tất cả của cải vàng bạc xuống, ta sẽ tha cho một con đường sống. Cướp, chạy đi. Dám chạy hả? Chạy đàn trời. Con ngựa khốn kiếp này, trời ơi, đau quá. Sao cơ? Con ngựa này của ông đã cứu ông khỏi đám cướp sao? Mà có vẻ nó bị thương rất nặng. Ừ, đúng vậy, nó đã lao ra cứu tôi khi những tên cướp chuẩn bị chém vào tôi. Nó đã đá túi bụi vào bọn cướp và đưa tôi chạy xa. Đời ông quả là may mắn, có được một con ngựa tuyệt vời như thế. Nói nó là ân nhân cứu mạng của ông cũng không qua đâu. Đúng vậy, nó là con ngựa anh hùng và tình nghĩa. Cho dù sau này tôi thề rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt đến hết đời. Này, anh Sáng ơi, dậy ăn đi. Anh Sáng, mày không nhìn thấy gì nữa sao? Sao giờ mày trở nên thế hả? Sao lại trở nên thành mù lòa thế hả ngựa? Làm sao cùng ta đi buôn nữa chứ? Chắc tao phải mua con ngựa khác thay thế mày thôi. Tao phải đi làm ăn kiếm tiền nữa chứ. Còn anh Sang gầy yếu quá rồi, chắc không thể hồi phục được nữa. Mà bắt con ngựa mới này ở chung chuồng với nó thì chật chội. Từ mai, con ngựa mới này sẽ giúp tao đi làm ăn, nên nó cần phải nghỉ ngơi. Mày chịu khó ở ngoài đi.
Con ngựa này giờ không còn được tích sự gì nữa. Để nó ở lại chỉ tốn thóc gạo thôi. Hay là tống khứ nó đi cho xong. Có chuyện gì thế? Nhanh lên mọi người ơi, có người đang kéo chuông kêu oan. Trời ơi, vừa sáng trời đã kêu oan gì chứ, phiền quá đi, chẳng cho ai ngủ ngay cả. Xem ai đang kêu oan kìa. Ôi, chẳng phải con ngựa quý đã cứu mạng lão Lanh Ca đây sao? Ồ, sao nó lại trở nên thê thảm như thế chứ? Tôi đã chứng kiến lão Lanh Ca thề rằng sẽ chăm sóc nó đến hết đời cơ mà. Sao giờ lại ngược đãi, chuồng rẫy nó đến thảm hại thế này? Đúng rồi, lão ta thật phong ơn bội nghĩa. Con ngựa đã giống chuông chiêu oan, chúng ta hãy thể theo lệ làng, lấy lại công bằng cho con ngựa này đi. Trời ơi, sao các người lại bắt tôi ra đây? Hãy nhìn đi, con ngựa đã từng cứu mạng ông, bị ông đối xử như thế đấy hả? Sao mày lại quay về đây? Mọi người bình tĩnh, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa thôi mà. Lão Lanh Ca, con ngựa này tuy chỉ là vật nuôi nhưng lại rất trung thành và tình nghĩa, dám xả thân cứu mạng sống cho ông. Vậy mà ông đã phản bội lời thề, ngược đãi con ngựa đã từng cứu mạng mình. Ông là kẻ bất nghĩa, sẽ bị trừng phạt theo luật làng. Ông ta đáng bị trừng phạt. Trừng phạt ông ta đi. Đúng vậy, trừng phạt ông ta đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.